em ơi, suốt đêm thao thức vì em. Vì lời giã biệt lúc ta ra về. Rồi mai đây anh lại đến. Hả? Những lần mình hẹn hò. Vợ thì bụng mang dạ chưa, mà chồng thì suốt ngày chỉ đi thôi. Ông không thương cái đôi dép của ông à? Mà suốt ngày ông cứ đi thế. Ai bảo bà để đẻ giờ bà còn kêu cái gì? May mà tôi còn chưa đến cái tuổi gọi là quy hoạch để triệt sản đấy nhá. Nếu mà tôi đến cái tuổi đấy rồi thì bà có muốn để đẻ cũng chả được. Mà tôi thấy bà chữa hơi bị lâu. Mấy cô hàng xóm thì người ta chữa, người ta đẻ từ lâu rồi, bà cứ chữa suốt là thế nào? Ông chỉ được cái ăn nói linh tinh. Chữa thì nó phải đủ ngày, đủ tháng thì nó mới đẻ chứ. Mà ông có tiền ấy, đưa đây để tôi còn đi tôi sắm Tết. Bây giờ tôi chả có đồng nào cả. Bà thì lúc nào cũng tiền, cứ hở ra cái là tiền. Mà tôi hỏi ông nhá, thì ông không có tiền thì ông có sống được không? Hả? Tết thì nhà mình ăn bao nhiêu mà phải mua mới bán hả? Mùng 1 nhá thì ăn nhà bác cả. Mùng 2 xuống nhà ngoại. Hả? Mùng 3 thì cứ lân la nhà hàng xóm. Làm sao phải mua mới bán cái gì hả? Bà chỉ được cái là lãng phí không ai bằng. Thế bàn thờ các cụ thì ông định không mua sắm cái gì là để cúng cụ à? Ôi trời. Bàn thờ ấy nhá, thì tôi có một nải chuối anh bạn anh cho. Với quả bồng tôi lấy ở vườn của nhà rồi. Hả? Nhá. Mà các cụ ấy, giờ các cụ cũng ăn kiêng lắm, không phải mua bán cái gì cả nhá. Đấy là tôi nghĩ cho ông thôi nhá, chứ tôi bụng mang dạ chửa này là tôi quan trọng cái gì. Ông có bạn bè đến thì chúc Tết thì không có cái gì để tiếp đón người ta. Cái đấy thì bà khỏi lo nhá. Ngoài những lúc mà tôi đi ăn trực về, tôi về nhà tôi cửa đóng then cài nhá, nội bất xuất ngoại bất nhập. Thôi đấy là tùy ông nhá, tôi đi nghỉ đây. Hả? Tôi cũng đi họp đây.